Hi, xin chào các bạn. Trong bài học ngày nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một từ mới rất là quan trọng, nó rất là thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp, đó là từ dekiru. Dekiru. Vậy thì cách sử dụng của dekiru như thế nào? Thì ngay sau đây mình xin bước vào bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, cách sử dụng đầu tiên, nó nói lên cái thành tích hay là năng lực của con người. Ví dụ như 彼は仕事ができる? Tức là anh ấy có làm được việc không? できる, làm được, できる. Hay là thằng cu ấy có học được không? あの子は 勉強できる? できる, học được. Hay là bạn có biết tiếng Nhật không? 皆さん日本語ができる? 日本語ができる? Ngoài ra, chúng ta có thể hỏi như thế này: あなたはサッカーができますか? Bạn có thể chơi được bóng đá không? サッカーができますか? Ý nghĩa thứ hai, đó là sự xuất hiện của một thứ gì đó. Ví dụ như sự xuất hiện Nikibi desu ne. Nikibi. Nikibi ga dekita. Nikibi ga dekita. Tức là bị mọc mụn desu ne. Ah, nikibi ga dekita. Hay nào, Monomorai là lẹo ですね. Monomorai ga dekita, tức là bị mọc lẹo. Ah, monomorai ga dekichatte, itai yo. Itai ですね. Tomodachi ga dekita. Tomodachi ga dekita. Tôi đã có bạn. Kanozo ga dekita. Watashi wa kanozo ga dekita. Tôi đã có bạn gái. Có một từ này rất là hay thường được sử dụng trong giao tiếp, đó là từ việc bận, đúng không? Thì chúng ta hay nói là yoji ga aru, đúng không? Thì từ dekiru cũng có thể sử dụng trong trường hợp này, đó là yoji ga dekite gakkou ni ikenaku narimasu. Hay là kyūyō. Kyūyō tức là việc bận đột xuất. Kyūyō ga dekite gakkou ni ikenaku narimasu. Tức là vì có việc bận đột xuất nên là em không đi học được. Cuối cùng, ý nghĩa thứ ba, đó là cái gì đó được xây dựng, được thành lập lên. Ví dụ như là dam ga dekita, tức là cái đập đã được xây dựng. Dam. Ví dụ như atarashi gakkou, atarashi mise, atarashi kouen, ginko ga dekiru. Dekita desu ne. Tức là những cái công viên hay là trường học, tòa nhà, quán ăn đã được thành lập. Ok, thành lập. Vâng, bài học ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào trong bài học lần tới. Bye bye. Nè nè, ご飯できた? できたよ。できたよ。おいしい。Thank you.